ngôi chùa thiêng hơn của anh em của mình, để xem có những tổn hại gì sau cơn bão hay không nha. Let's go. Tiến sâu bên trong để xem ngôi chùa của mình có bị tổn hại gì sau cơn bão số 5 không nha. Tại các chú các sư đang tổng dọn vệ sinh sau cơn bão. Theo mình nhìn thấy thì chỉ có những nhánh cây nhỏ bị gãy xuống sau cơn gió thôi, không có gì. Mình chỉ đi vào bên trong để xem. Thì mình không thấy gì nghiêm trọng cả các bạn ơi. Đây là khu chính diện. Dường như mình đã thấy được cái cây đã bị đổ. Nó ở phía trước kìa các bạn. Rồi chỉ có một cây bị ngã. Và bây giờ mình sẽ gặp một chú mình đã từng gặp rất nhiều lần rồi, và mình sẽ hỏi xem ngôi chùa thiêng hương của mình nó có bị ảnh hưởng gì sau cơn bão số 5 của mình không nhé. Dạ, xin chào chú Sao. Cho chú hỏi là ngôi chùa của mình cơn bão số 5 vừa qua nó có ảnh hưởng gì đến ngôi chùa của mình không chú? Sau cơn bão số 5 sáng nay kiểm tra trong chùa thì nhà chùa thì không ảnh hưởng gì, mà trời tối thì có ngã. Dạ. Còn cùng mấy chục cây ngã thôi, ngã và gãy. Những cây cổ thụ hay là những cây... Một số cây là cổ thụ mà rễ nó mặc ở trên nó bị ngã. Dạ. Một số cây là cao nó cũng bị gãy, gãy nhánh. Dạ. Mấy chục sáng nay mới kiểm tra. Còn cái vườn Thiên Thanh mình có bị ảnh hưởng gì vườn không? Vườn Thanh là có bị ngã và bị gãy cây cũng 7-8 cây. Còn những cái mái hiên của những ngôi chùa mình cũng không bình thường, không sao, bình thường. Hiên cố tốt, không có gì, có cây, số cây bị ngã và bị gãy. Dạ. Thì chứ so với những cơn bão trước thì cơn bão này chú đánh giá như thế nào vậy chú? Cơn bão này thì nó không có mạnh mà nhưng nó quằn lâu quá, di chuyển tốc di chuyển đi rất là chậm. Dạ. Nó quằn cứ 10 km/h, nó quằn đến 3 giờ sáng mới xong. Vậy tối qua chùa mình cũng bị mất điện luôn chú? Mất điện luôn, mất điện từ khi 8 giờ là mất điện. Dạ. Dạ, chú cảm ơn chú rất nhiều sau buổi phỏng vấn này. Và hiện tại mình sẽ tiến đến 12 pho tượng mình đã từng review ở ngôi chùa này, xem nó có thể tổn hại gì không nha. Kia nó ở phía trước kia các bạn ơi. Wow. Hiện tại thì cũng chỉ có những chiếc lá rơi rất là nhiều. Mình xem thử có những nhánh cây gì làm tổn thất cái pho tượng này không nha. Và mình đã phát hiện ra những cái chỗ cảnh nơi này cũng bị đã đổ vỡ đây. Đó. Và chỗ đằng kia cũng bị tổn thất. Wow. Rất đáng tiếc. Và đây là 12 pho tượng mình đã từng review đó các bạn.
là những người con tử đang phải thu gom rác sau cơn bão. Đến cuối phía bên dưới xem có gì nhé. Đây là khu nhà xe dành cho khách du lịch để trong này cũng không có gì ảnh hưởng nghiêm trọng cả.